Đây ạ, đây toàn bộ là cái mặt tiền đường của chúng ta anh chị nhé. Đây mặt tiền đường chúng ta đây ạ. Em Sơn Lâm mến chào quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Bất Động Sản Đất Vườn Gia Lai. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn lô đất dãy 1,8 hectare. Và lô đất dãy chúng ta sẽ di chuyển bằng đường nhựa như thế này. Khoảng 2 km là chúng ta di chuyển ra trung tâm xã quý anh chị nhé. Và cũng từ hướng này là chúng ta di chuyển ra trung tâm huyện khoảng 12 km. Đất chúng ta thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai quý anh chị ạ. Và hướng ngược lại đây cũng là hướng chạy dài theo mặt tiền chúng ta nhé. Đấy, đất chúng ta thì có cái mặt tiền đường nhựa như thế này, khoảng 150 m. Và tổng diện tích lô đất chúng ta là hơn 1 hectare quý anh chị nhé, 1 hectare 2 ạ. Và trên đất chúng ta thì có sầu riêng và cà phê, thì mời quý anh chị theo em vào bên trong quay quý anh chị chúng ta xem về cây trồng cũng như là mặt bằng và khu vực chất đất cho quý anh chị chúng ta xem nhé. Vâng, và em đang đứng trong khu vườn của chúng ta quý anh chị nhé. Trên khu vườn chúng ta thì gia chủ đã trồng được 180 cây cái lứa sầu riêng đang có trái như thế này rồi quý anh chị. Đấy, sầu riêng đang có trái là 180 cây nhé. Sầu riêng của chúng ta thì đang có trái non như thế này rồi quý anh chị ạ. Đó. Và tổng sầu riêng gia chủ đã trồng cho chúng ta được khoảng 380 cây. Trong đó là có 180 cây là cái lứa đang có trái như thế này. Sầu riêng cho trái rất là nhiều luôn quý anh chị nhé. Đấy. Sầu riêng cho trái rất là nhiều luôn ạ. Và cái hệ thống tưới tự động thì gia chủ đã làm cho chúng ta cứ mỗi một cây là 3 cái béc tưới như thế này. Cứ mỗi một cây là 3 cái béc tưới như thế này nha quý anh chị nhé. Đấy ạ. Cứ mỗi một cây là 3 cái béc tưới như thế này. Sầu riêng cho trái rất là nhiều luôn quý anh chị. Đây đúng là một siêu phẩm luôn ạ. Tổng diện tích của chúng ta là 1 hectare 2 nhé. 1 hectare 2. Và đất chúng ta thì có cái mặt bằng rất là bằng. Đất chúng ta tương đối là bằng phẳng nhé. Chỉ có độ hơi thoải nhẹ một chút thôi. Và trên đất chúng ta thì còn có hơn 1.000 cây cà phê nhé. Khoảng 1.200 cây cà phê. Đấy, sầu riêng đang cho trái non rất là nhiều luôn. Đây, quý anh chị chúng ta quan sát nhé. Cái dàn cành, dàn trái thì rất là nhiều. Sầu riêng của chúng ta là 180 cây là đang thu kinh doanh nhé. Cái lứa tuổi đang thu kinh doanh là 180 cây. Còn lại là sầu riêng 2 tuổi của anh chị nhé. Đấy, trên đất chúng ta có một căn nhà như thế này. Căn nhà cấp 4 khá là kiên cố nhé. Căn nhà này đủ cho một gia đình chúng ta ở tại đây. Vừa làm thì rất là thuận tiện nhé. Chúng ta tưới bằng giếng khoan điện 3 pha của anh chị ạ. Nước thì thoải mái nhé. Hiện tại đang là mùa khô, cao điểm mùa khô, nhưng mà vườn của chúng ta thì nguồn nước thì rất là thoải mái nhé. Đấy, đây là cái khu vực cà phê. Cà phê thì gia chủ chúng ta cũng đã trồng sen sầu riêng hết rồi quý anh chị nhé. Đấy, cà phê đây. Cà phê này là cà phê tơ của anh chị nhé. Cà phê này cũng chưa già lắm đâu. Cà phê này khoảng 7-8 tuổi của anh chị. Cà phê khoảng 7-8 tuổi thôi. Và trong cái vườn cà phê này thì gia chủ còn trồng xen một cái số trụ tiêu vào đây này. Đấy, một số trụ tiêu. Và tổng diện tích của chúng ta là 1,82 hectare. Trên đất thì trồng được 380 cây sầu riêng. Trong đó có 180 cây là cái lứa đang thu kinh doanh, còn lại là cái lứa sầu riêng 2 tuổi như thế này quý anh chị nhé. Đấy. Chất đất đỏ ba gian, đất chúng ta có mặt tiền đường nhựa khoảng 150 m. Vườn chúng ta đang cho nguồn thu khá là mạnh quý anh chị nhé. Với mức giá hiện tại gia chủ đang gửi em bán với giá là 3 tỷ 400 triệu quý anh chị nhé. Vâng, 3 tỷ 400 triệu là có thương lượng bao sổ sách cho quý anh chị luôn. Quý anh chị nào quan tâm, cảm thấy phù hợp với tài chính và mục đích sử dụng của mình thì liên hệ ngay cho em theo số điện thoại 0822 727 679 ạ. Cũng là số Zalo của em luôn nhé. Rồi, bây giờ em sẽ đi vào
khu vực căn nhà. Quay sơ qua bên ngoài cho quý anh chị chúng ta quan sát nhé. Đây, căn nhà. Căn nhà này thì gia chủ xây rất là rộng và kiên cố luôn quý anh chị nhé. Nhà rất là to rộng luôn ạ. Đây, phía sau này có sân bê tông này. Phía sau sân bê tông. Nhà của chúng ta thì gia chủ đã lắp hệ thống camera an ninh hết rồi quý anh chị nhé. Đây có cây vú sữa, trái rất là sai luôn. Đây, đây có cây nhãn rất là mát mẻ nhé. Phía sau thì có cái công trình phụ, nhà kho, nhà đồ ở đây rất là nhiều. Chúng ta cất những cái đồ phục vụ nông nghiệp ở đây. Rất là thuận tiện nhé. Đấy, căn nhà rất là to. Có năng lượng, bồn nước, các thứ đầy đủ hết. Đất chúng ta ở trong khu dân cư của anh chị nhé. Đấy, khu dân cư, đây nhà dân cư đấy ạ. Đấy, phía xa xa màn hình nữa là nhà hàng xóm của chúng ta, quý anh chị nhé. Đây, và cà phê thì khoảng 1.200 cây đang thu kinh doanh. Và sầu riêng thì 180 cây là cái lứa đang có trái như thế này, quý anh chị nhé. Đây, sầu riêng cho trái rất là sai luôn, quý anh chị. Quý anh chị nào quan tâm thì liên hệ ngay cho em nhé. Hiện tại thì gia chủ đang gửi em bán với giá là 3 tỷ 400 triệu với thời điểm này nhé. Với thời điểm này là cái trái sầu riêng đang còn bé như thế này. Và khi gia chủ chúng ta có thể nói là chăm sóc thêm, đầu tư thêm để cho trái sầu riêng khi đã vào một thời điểm khác thì cái giá nó sẽ bị thay đổi quý anh chị nhé. Đấy, khi mà gia chủ chúng ta đầu tư thêm vào cái trái sầu riêng nó lớn theo năm tháng thì tất nhiên là cái giá nó sẽ bị dao động quý anh chị nhé. Nhưng quý anh chị nào quan tâm đến cái lĩnh vực nông nghiệp và trồng sầu riêng cũng như là cây ăn trái làm cà phê thì vườn này là rất là thích hợp cho quý anh chị chúng ta quan tâm nhé. Đấy, quý anh chị chúng ta quan tâm và chúng ta mua nhanh cái sản phẩm này thì gia chủ chúng ta sẽ bán cho cái giá là đang ổn định trong cái thời điểm này nhé. Giá ổn định trong thời điểm này và khi sang tới một thời điểm khác thì cái giá cả nó sẽ dao động với một cái góc độ khác nhé. Đấy, quý anh chị nào quan tâm thì chúng ta mua nhanh để chúng ta mua được cái giá trong thời điểm này nhé. Đấy, sầu riêng bạt ngàn hơn quý anh chị nhé. Hệ thống ống làm tưới tự động thì gia chủ chúng ta đã làm hết rồi. Chúng ta mua cái sản phẩm này và chúng ta chỉ có chăm sóc cây thôi quý anh chị nhé. Đây, cho trái rất là nhiều luôn. Và em xin nhắc lại địa chỉ thông tin ở đất chúng ta một lần nữa. Đất chúng ta có địa chỉ thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai quý anh chị nhé. Từ cái vị trí đất chúng ta di chuyển ra trung tâm xã chợ ủy ban chỉ khoảng 2 km ạ. Và chúng ta di chuyển về trung tâm thị trấn Chư Sê khoảng 12 km, cũng là di chuyển đến quốc lộ 14A tuyến đường Bắc Nam quý anh chị nhé. Tổng diện tích của chúng ta là 1,82 ha và tổng sầu riêng gia chủ đang trồng cho chúng ta là khoảng 380 cây nhé. Trong đó là có 180 cây là cái lứa đang có trái cho thu kinh doanh như thế này, rất là giá trị luôn ạ. Và cà phê đang thu kinh doanh thì gia chủ cũng đang trồng cho chúng ta là khoảng 1.200 cây nhé. 1.200 cây cà phê. Tức là cái lô đất chúng ta đang có một cái nguồn thu rất là mạnh của anh chị nhé. Đấy, với thời điểm này thì gia chủ đang gửi em bán với giá là 3 tỷ 400 triệu. Giá còn thương lượng cho quý anh chị. Bao sổ sách cho quý anh chị luôn. Và đất chúng ta thì có căn nhà có 4 rất là to. Rất là kiên cố nhé. Và có mặt tiền đường nhựa khoảng 150 m. Rất là thuận tiện luôn. Trên đất thì có giếng, điện 3 pha.
cho đất đỏ Bazan, đất có độ thoải nhẹ và tương đối bằng phẳng nhé. Đấy, đất chúng ta tương đối bằng phẳng, chỉ có độ thoải nhẹ một chút, rất là đẹp luôn. Đất chúng ta ở trong khu dân cư, vâng, với mức giá 1,82 hecta là đang với mức giá là 3 tỷ 400 triệu nhé. Quý anh chị nào quan tâm thì liên hệ ngay cho em nhé. Vâng, và quý anh chị nào lần đầu xem kênh em thì nhớ đăng ký kênh để luôn luôn đón xem những lô đất tiếp theo, những lô đất đẹp mà em đang tải lên này để quý anh chị chúng ta xem tham khảo để lựa chọn, quý anh chị nhé. Phía trước có cái sân phơi bê tông rất là rộng nhé. Phía trước sân bê tông và phía sau cũng sân bê tông luôn, quý anh chị nhé. Sầu riêng cà phê, một cái căn nhà kiên cố ở đây. Vâng, và bây giờ em cũng xin phép được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo nhé.